Trần Như xin kính chào các khán giả, mời quý vị theo dõi phần điểm tin tối thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2019. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, tù chính trị trẻ Nguyễn Văn Hóa đã hết bị kỷ luật và biệt giam kể từ ngày 14 tháng 9. Thông tin này được anh Hoàng Nguyên, em trai của tù chính trị Hoàng Văn Bình cũng đang bị giam ở trại An Điềm, tỉnh Quảng Nam thông báo sau chuyến thăm vào ngày 14 tháng 9. Theo anh Hoàng Nguyên thì Nguyễn Văn Hóa nhìn ốm đi nhiều. Cũng xin nhắc lại, thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 5, thân nhân của tù chính trị Nguyễn Văn Hóa có chuyến đến thăm anh tại trại An Điềm. Chuyến đi được thực hiện sau khi nghe tin Hóa bị hành hung và bị biệt giam mà những tù nhân khác cùng trại An Điềm không được biết. Bà Nguyễn Thị Huệ lúc đó cho biết là người em trai của mình tiếp tục bị biệt giam tại khu giam riêng phòng số 4, phân trại 1, trại giam An Điềm. Lệnh giam riêng này có hiệu lực 6 tháng. Phía trại giam An Điềm thông báo với bà Nguyễn Thị Huệ là đến tháng sau sẽ hạn chế không cho gặp anh Nguyễn Văn Hóa trong nhà tù. Thưa quý vị, Nguyễn Văn Hóa sinh năm 1995, là phóng viên của Đài Á Châu Tự Do, người dùng flycam để quay lại các thước phim trên cao liên quan đến các cuộc biểu tình đòi quyền lợi của người dân miền Trung trong thảm họa Formosa. Anh bị bắt hồi đầu năm 2017 khi đang quay phóng sự gần khu vực tòa án thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đến ngày 27 tháng 11 cùng năm thì anh bị tuyên án 7 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình hôm 5 tháng 9 đã tuyên án tù 5 năm đối với ông Lê Văn Sinh, sinh năm 1965, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 52 và Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết, từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019, ông Lê Văn Sinh đã sử dụng hai tài khoản Facebook mang tên Sinh Lê và Sinh Lê Văn Sinh để soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nội dung nói xấu, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. Cáo trạng cho biết ông Sinh đã viết 16 bài có nội dung nói xấu chế độ, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản, chính sách và pháp luật của nhà nước liên quan đến luật an ninh mạng và dự thảo luật đặc khu. Cáo trạng cũng cáo buộc ông Sinh đã chia sẻ 25 bài có nội dung bịa đặt nói xấu, áp đặt quy chụp sai phạm đối với 14 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, huyện Hoa Lư và lãnh đạo các phòng ban khác của huyện Hoa Lư. Ông Lê Văn Sinh bị bắt giữ hôm 15 tháng 2 năm 2019. Thưa quý vị, theo thống kê của Đài Á Châu Tự Do, kể từ đầu năm đến nay thì các tòa án ở Việt Nam đã kết án tù ít nhất là 40 người với các cáo buộc tội âm mưu lật đổ nhà nước, tuyên truyền, chống chế độ, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ vũ khí và khủng bố. Thưa quý vị, theo tin từ truyền thông trong nước cho biết là quan trắc chất lượng không khí PM Air tại Hà Nội trong những ngày qua cho thấy không khí ở thủ đô Hà Nội đang ô nhiễm nghiêm trọng. Quan trắc chất lượng không khí ở 40 điểm đo của Hà Nội vào 8 giờ sáng ngày 15 tháng 9 cho thấy chất lượng không khí AQI ở mức 150 đến 170 thuộc nhóm màu đỏ. Đây là mức được coi là không tốt cho sức khỏe của mọi người. Và những người nằm trong nhóm dễ bị ảnh hưởng như là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh thường dễ bị ảnh hưởng nhất. Những ảnh hưởng thường thấy ở người trong không khí ô nhiễm gồm 3, đó là bị ho, đau họng, tức ngực, khó thở. Ô nhiễm bụi mịn PM2.5 được cho là vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe. Loại bụi mịn này chứa nhiều hạt kim loại có khả năng gây ung thư và đột biến gen. Khẩu trang thông thường không thể ngăn loại bụi mịn này. Một số nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam được cho biết là do các hoạt động giao thông, xây dựng, sản xuất công nghiệp gây nên. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Chân Như cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn lại quý vị vào phần điểm tin tối mai cũng ngay trên Facebook và YouTube của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và cầu chúc quý vị một buổi tối thật bình yên.